Minh Vi chào mừng quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe và tiền trên kênh truyền hình FPNC. Thưa quý vị, trong chương trình kỳ này, Minh Vi xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung chính ngay sau đây. Bác sĩ và doanh nhân tìm hiểu về những phương pháp ngừa thai sau sinh và những điều cần lưu ý. Sống vui sống khỏe cùng đến thăm câu lạc bộ đờn ca tài tử Nguyễn Du. Hỏi đáp sức khỏe giải đáp một số câu hỏi của các khán giả về việc khám thai cho sản phụ. Nhưng trước hết sẽ là phần tin tức. Thưa quý vị, ông Cao Văn Sang, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa cho biết trong tháng 2 năm nay tại thành phố có gần 130.000 người tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình, tăng gần 13 lần so với những tháng trước đây. Theo ông Sang, sự gia tăng đột biến này có thể do tác động thông tin tăng viện phí từ ngày 1 tháng 3 của Liên Bộ Y tế Tài chính. Khi thấy viện phí tăng, người dân bắt đầu lo và thấy được lợi ích của bảo hiểm y tế khi chẳng may đau ốm nên đã tham gia rất nhiều. Cũng theo ông Sang, trước năm 2015, người dân tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng tự nguyện nên gần như chỉ có người bị bệnh mới tham gia. Vì thế, năm nào quỹ bảo hiểm y tế của thành phố cũng bội chi riêng cho nhóm này khoảng từ 1.300 cho đến 1.400 tỷ đồng. Thông tin từ Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế cho biết, năm nay Bộ dự định sẽ tổ chức mua sắm tập trung tại 63 tỉnh thành và thành lập trung tâm mua sắm thuốc quốc gia trước khi thực hiện đấu thầu thuốc quốc gia với một số nhóm thuốc thí điểm. Hiện đã có 53 tỉnh thành triển khai mua sắm thuốc tập trung. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích, nếu tổ chức mua sắm tập trung quá nhiều sản phẩm, sẽ có nguy cơ các thuốc trúng thầu không đủ cung ứng do số lượng sử dụng lớn, tạo ra cơ chế xin cho cứng nhắc. Đó là chưa kể đến, trung tâm mua sắm sẽ phải xây dựng kho bãi chứa thuốc trúng thầu và có thể có vấn đề lợi ích nhóm nảy sinh khi trung tâm này có quyền quyết định chi tiêu nhiều tỷ đồng cho việc mua thuốc. Vì vậy, giữa đấu thầu tập trung và đàm phán giá thuốc thì hình thức đàm phán giá dễ thực hiện hơn, cơ động và hiệu quả hơn. Trong tháng 3, Bộ Y tế dự kiến sẽ ban hành một số văn bản liên quan về mua sắm tập trung và đàm phán giá thuốc. Tại hội nghị triển khai văn bản quy phạm pháp luật về chức danh ngành nghề và kế hoạch tinh giảm biên chế, đại diện Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế cho biết, nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y dược của Việt Nam chẳng những vừa thiếu mà còn yếu. Đến nay, cả nước có gần 121.000 điều dưỡng, thì có tới 92.000 người trong số đó chỉ có trình độ trung cấp, chiếm 76,2%. Số kỹ thuật viên có trình độ tương tự cũng chiếm tới 64%. Trong lĩnh vực dược, người có trình độ trung cấp chiếm tới 77,8%. Trình độ của nguồn nhân lực hạn chế đang là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng điều trị chăm sóc cho người bệnh. Để giải quyết tình trạng trên, Bộ Y tế đã có thông tư quy định về việc chuẩn hóa nguồn nhân lực. Lộ trình thực hiện như sau. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, ngành y tế chỉ tuyển viên chức có trình độ cao đẳng trở lên vào các chức danh nghề nghiệp như điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật, y dược. Và từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, số viên chức điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật, y dược đang công tác trong ngành phải chuẩn hóa để đạt trình độ cao đẳng. Đối với các viên chức có trình độ trung cấp nghỉ hưu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ không bắt buộc phải chuẩn hóa lên trình độ cao đẳng. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý, còn bây giờ Minh Vi xin mời quý vị đến với phần tiếp theo, đó chính là chuyên mục Bác sĩ và doanh nhân.